San Jose thì Đan Trường cũng nhớ ra một việc nghe nhỏ thôi. Quý vị nào khán giả có tới thăm San Jose thì nhớ ghé quán Bobo Dream của Đan Trường nha, để ủng hộ nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chúc khán giả thân yêu buổi tối thật là vui và những ý nghĩa. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn.